Thi Nhung xin kính chào quý khán giả của Việt TV và Radio. Quý vị đang theo dõi phần tin buổi tối cho ngày thứ Bảy, 17 tháng 4. Và sau đây là một số bản tin quan trọng đã diễn ra trong ngày. Myanmar ân xá cho tù nhân nhân dịp năm mới. Tại Australia vừa có người qua đời sau khi tiêm vaccine AstraZeneca. Sẽ có tối đa 15.000 người nhập cư được đặt chân tới Hoa Kỳ. Có thêm 2 thi thể được tìm thấy trong vụ chìm tàu Sea Score Power. Quan ngại dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại tại Việt Nam. Và ngay sau đây mời quý vị đến với những bản tin chi tiết. Kính thưa quý vị, bản tin chi tiết đầu tiên có liên quan đến thế giới. Tin cho hay, Thủ tướng Đức đã được tiêm vaccine AstraZeneca. Thủ tướng Đức đó là bà Angela Merkel vòng thứ 6 ngày 16 tháng 4 đã được chủng ngừa vaccine phòng chống virus corona do công ty AstraZeneca sản xuất. Cơ quan quản lý dược phẩm của Đức trước đó đã cho phép sử dụng vaccine AstraZeneca ở những người trên 60 tuổi vì người trẻ thường có nguy cơ bị máu đông sau khi chủng ngừa. Sau AstraZeneca, vaccine của Johnson & Johnson cũng gặp phải vấn đề tương tự. Tuy nhiên, cơ quan quản lý y tế của Âu Châu là EMA cho biết, vaccine vẫn sẽ được sử dụng nếu như lợi ích cao hơn những rủi ro. Trong một diễn biến khác cùng ngày, Thủ tướng Angela Merkel đã kêu gọi Quốc hội Đức cho phép bà đặc quyền ban hành lệnh phong tỏa coronavirus khi cần thiết. Ý Quốc sẽ nới lỏng lệnh cấm virus corona bắt đầu từ ngày 26 tháng 4. Kể từ ngày 26 tháng 4 trở đi, lệnh cấm COVID-19 sẽ được nới lỏng tại nhiều tỉnh thành của Ý Quốc, thể theo thông cáo từ văn phòng Thủ tướng Mario Draghi. Các nhà hàng và quán bar tọa lạc trong các khu vực ban hành lệnh báo động vàng sẽ được tái mở cửa cho đến khuya để người dân ra ngoài ăn tối, thay vì phải đóng cửa vào lúc 6 giờ chiều. Tính đến thời điểm hiện tại, Ý Quốc vẫn được mệnh danh là quốc gia có số người thiệt mạng cao hàng thứ hai ở Âu Châu, chỉ sau Anh Quốc. Số người nhiễm bệnh trên toàn quốc nay đã gần chạm ngưỡng là 4 triệu người. Các phòng chăm sóc đặc biệt ICU cho đến nay vẫn hết sát giường bệnh, cho thấy đại dịch vẫn chưa có chiều hướng giảm đi. Iran đã tìm ra người đàn ông gây ra vụ nổ tại nhà máy nguyên tử Natanz. Giới lãnh đạo Iran vòng thứ Bảy ngày 17 tháng 4 cho biết họ đã tìm ra danh tính của người đàn ông từng bị bắt vì có liên quan tới vụ nổ bên trong nhà máy nguyên tử Natanz, trong bối cảnh nhiều quốc gia đang nhóm họp tại thủ đô Vienna của Áo Quốc nhằm để tìm cách cứu vãn thỏa thuận được ký kết giữa Tehran và nhóm P5+1 vào năm 2015. Phía Iran cho rằng Israel chính là thủ phạm đứng sau màn phá hoại địa điểm nguyên tử then chốt vừa nêu, trong bối cảnh Tel Aviv là đồng minh lâu năm của Hoa Kỳ. Ngược lại với đường lối khắt khe của người tiền nhiệm Donald Trump, đương kim Tổng thống Joe Biden nay lại muốn trở lại bàn đàm phán. Cứ mỗi lần xảy ra hiềm khích, Iran lại dọa sẽ tăng cường tinh hóa uranium. Để cho ra đời vũ khí nguyên tử thì uranium phải được tinh chế ở mức là 90%. Myanmar ân xá cho tù nhân trong dịp năm mới. Chính phủ lâm thời Myanmar do quân đội kiểm soát vào hôm thứ Bảy ngày 17 tháng 4 đã ký ban hành sắc lệnh ân xá cho 23.184 tù nhân đang bị giam giữ trong khuôn khổ của chương trình đón mừng năm mới năm nay. Nhiều tù nhân đã được trả tự do khỏi trại giam ở thành phố Yangon trước sự hoan nghênh của nhiều cư dân bản xứ. Nhiều gia đình đã tới đón người thân ngay trước cổng nhà tù sau một thời gian dài xa cách. Đợt ân xá lần này không bao gồm những nhà bất đồng chính kiến, lại càng không có những người biểu tình để phản đối cuộc đảo chánh do quân đội tiến hành. Tình trạng khủng hoảng chính trị đã bao trùm lên Myanmar kể từ đầu tháng 2, do quân đội không công nhận chiến thắng bầu cử của đảng NLD do bà Aung San Suu Kyi dẫn đầu. Bản thân bà này cũng đang bị bắt giam. Thưa quý vị, ở Australia đã vừa có người qua đời sau khi tiêm vaccine AstraZeneca. Cơ quan quản lý dược phẩm Australia vào ngày thứ Sáu, ngày 16 tháng 4 cho biết,
họ vừa tìm ra mối liên kết giữa vaccine AstraZeneca và cái chết của một người phụ nữ 48 tuổi sau khi người này được chủng ngừa phòng chống COVID-19. Dựa vào nguồn tin từ Bộ Y tế, nạn nhân đã qua đời sau 4 ngày bị huyết khối trong não. Lượng tiểu cầu trong máu của đã giảm đi một cách rõ rệt. Đây là người thứ ba gặp phải vấn đề này sau khi tiêm vaccine AstraZeneca. Trong một thông cáo đưa ra vào hồi tuần trước, chính quyền Australia đã khuyến cáo người dưới 50 tuổi không nên tiêm vaccine COVID-19 AstraZeneca, trừ khi lợi ích cao hơn rủi ro mà thuốc mang lại. Thưa quý vị, Nam Hàn đánh dấu 7 năm ngày xảy ra vụ chìm phà SeaWorld. Gia đình của các nạn nhân kém may mắn vốn từng bị thiệt mạng trong vụ chìm phà vào năm 2014 đã vừa tổ chức một buổi lễ tưởng niệm để đánh dấu 5 năm ngày xảy ra thảm họa vốn đã làm chấn động lịch sử quốc gia châu Á nêu trên. Xin được nhắc lại, chiếc phà SeaWorld chở theo 476 hành khách và thủy thủ đoàn đã bị chìm vào ngày 16 tháng 4 năm 2014, khiến cho 304 người bị thiệt mạng, hầu hết đều là học sinh đến từ trường trung học Dawon. Khoảng 5.000 người đã cùng tham gia vào phút mặc niệm tại thị trấn Asan, tức là quê hương của các nạn nhân. Quá trình trục vớt xác tàu đã được khép lại vào ngày 11 tháng 4 năm 2017. Tòa án Nam Hàn cũng đã kết tội thuyền trưởng và kỹ sư của chiếc phà SeaWorld. Quý vị vẫn đang theo dõi phần tin buổi tối của Đài Truyền hình Việt TV và Radio. Chúng tôi sẽ quay trở lại với các bản tin có liên quan đến Hoa Kỳ và đời sống sau một vài thông tin thương mại.